vì cái thánh đức của sơ duyên này nó xác định cho được một tu sĩ vừa mới bước chân vào đạo Phật vẫn có người của đức thánh của người ta sống. Thì như vậy là mới là thánh sơ duyên chứ. Tại vì sơ duyên mà người mà thánh không có đúng những cái đức thánh này làm sao mà gọi là thánh sơ duyên được. Cho nên ở đây kêu ra những cái đức thánh ra thì từ cái ông nào dù là hòa thượng thượng tọa đại đức, tất cả những cái vị dù là có trong đệ học thức tiến sĩ Phật học hơn nữa mà ông sống không đúng, ông chỉ là ngoại đạo thôi chứ không thể nào được chấp nhận ông là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật gọi là thánh tăng và thánh ni, thánh tu sĩ, vì nó xác định được những cái đức thánh của nó. Mà nếu mà ông sống sai thì ông không phải là thánh đệ tử Phật. Đó, thì do như vậy khi mà cái bộ với đức thánh mà ra đời thì xác định được cái chỗ mà chúng ta rõ cái người cư sĩ nào là đệ tử của Phật, mà người cư sĩ nào đệ tử của ngoại đạo. Cũng cư sĩ mà đệ tử ngoại đạo chứ đâu không phải là cư sĩ nào cũng là Phật hết đâu, phải không? Đệ tử của Phật là phải thánh cư sĩ, sống phải đúng năm giới, phải không? Đệ tử và cư sĩ của Phật là phải sống tự nhất là phải sống 10 giới, thánh sơ duyên mà 10 giới người ta không ngoài làm sao phạm 10 giới này làm sao gọi là thánh được. Cho nên cái mục đích những thánh đức này nó giúp cho cái người tu đó, cái người cư sĩ đó lưu vực cái ác pháp, làm cho họ sống đúng giới hạnh là họ có lý, họ có cái sự giải thoát của họ rồi. Các bạn không? Các bạn lấy giới mà kêu ra thì các bạn thấy các bạn có giải thoát. Không có còn làm đau khổ mình mà không có làm đau khổ người thì đó là giải thoát chứ sao? Thế nãy đúng rồi, bây giờ ví dụ như thánh đức mà hướng sinh biết thương yêu sự sống của muôn loài thì mình ở nào mình là thương yêu mà mình làm từ tử người khác được sao? Cho nên đó là giải thoát. Nếu không làm khổ mình, không làm khổ người thì như vậy là nội cái thánh đức đó đã một cái đức thánh này cũng là thấy được giải thoát rồi. Còn bây giờ không tham lam trộm cắp là đức thánh luân xã rồi, không tà dâm là đức thánh đạo nghĩa, không giận dữ là đức thánh thành thật, không uống rượu là đức thánh thông minh. Năm cái đức thánh này của người cư sĩ thôi, phải là những người mà sống đúng cái này có phải là thánh cư sĩ không? Nghĩa là cái người mà sống đúng năm giới này thì nó thật sự là cái người là thánh cư sĩ của Phật rồi, đệ tử của Phật là thánh rồi chứ không phải là phàm phu. Mà nhìn lại bây giờ cư sĩ mà theo đạo Phật bây giờ tôi gọi là tín đồ đạo Phật thì năm cái giới đức thánh này có sống trọn đúng không? Không. Cho nên mấy người này là chỉ là cư sĩ về đạo chứ chưa phải là cư sĩ của đạo Phật, đúng không? Nếu là cư sĩ của đạo Phật là phải như vậy. Mà năm cái lối cánh này nó đã xác định được cái người này ly dục giáo hóa hoàn toàn, cho nên họ không còn đau khổ nữa, họ không làm khổ nữa. Còn đức thánh của tu sĩ là người cái đức thánh sau duy của nó thì các con thấy nguyên chỉnh vô cùng là làm sao ai dám chơi cũng được. Nó là thánh A-la-hán rồi, nó nếu mà chấp nhận người cái đức thánh này thì nó ly dục giáo hóa hoàn toàn, cho nên nó thực hiện tác pháp thì nó sẽ tiến vào A-la-hán chứ sao. Mà nó tu đi từ cái giới mà phải thấu suốt được cái lý của cái giới này thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định đạo Phật có mấy người, còn lại được mấy người. Bây giờ nhìn thì đám đó ai cũng mang y mặc pháp, ai cũng dễ mệt sinh mình là thọ tam duy ngũ giới hết, nhưng mà xét lại cho cuối cùng bây giờ đạo Phật còn được mấy người, còn bao nhiêu là ngoại đạo hết á, người là sai là ngoại đạo, cái gì không đúng là ngoại đạo, cái gì không được cái dễ mệt sinh tên, không là đừng nghĩ là không là đệ tử của Phật đâu. Mà không có chấp nhận những cái đệ tử mà phạm giới phá giới này đâu. Đức Phật đã xác định mà, giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất mà. Mấy người đã phạm, mấy người đã phạm giới, làm hư lại giới là mấy người đã làm Phật pháp chết rồi. Cho nên Phật pháp đâu còn mà gọi là đệ tử của Phật. Còn mà cái người còn sống đúng giới luật, sống đúng thánh hạnh thì do đó là Phật pháp chỉ có một người, cho nên Phật pháp còn là còn có một người chứ đâu phải còn nhiều người nữa. Trong nhân chân, trong đường tư, chúng ta mình nhớ là thánh hạnh làm việc là con. Thì trong vài hôm nữa thì các con sẽ đọc được cái bộ 10 thánh đức sơ duy, nghĩa là 10 cái đức thánh của sơ duy trước kia. Các con đọc cái bộ, mà khi mà cái bộ giới mà thánh đức sơ duy này ra đời á thì coi như là hết được tương tức hòa thượng ở trong cái hàng giáo phẩm của Phật giáo của chúng ta đều là bị đổ dở xuống. Chứ chưa nói đến mà 150 giới thánh của một vị tỳ kheo, vị thọ của tôi đó là mới cái sơ duy thôi. Nhưng mà nó xác định được cái tầm giáo của Phật giáo là như vậy, để chứng chỉnh lại toàn bộ Phật giáo nó phải tha là một người tu mà tu cái đúng pháp của Phật, tu cái đúng giới của Phật hơn là nhiều người tu mà Phật pháp còn.
nó sau khi địa giới đó nó sẽ xác định rõ được để mà tiến chỉnh lại Phật giáo hoàn toàn, đem lại cho cái đạo Phật và xây dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật để làm tốt là người cư sĩ là phải sống như thế nào cho đúng. Nếu mà tôi chấp nhận tôi sẽ là đệ tử của Phật thì tôi phải làm đúng như vậy, và nếu mà tôi không dám chấp nhận thì thôi tôi cứ sống ở ngoài đi. Đức Phật đâu có dễ, đâu có dễ người ta theo đạo mình cho đâm đâu, nghĩa là không bao giờ dễ dễ ai hết. Anh muốn vào đạo tôi anh phải làm sống cho đúng để đem lại lợi ích cho bản thân của anh thứ nhất và đem lại lợi ích cho những người xung quanh anh. Còn nếu mà anh vào đạo Phật tôi mà anh làm, anh đến với đạo Phật, anh là đệ tử của Phật mà anh làm khổ người, làm khổ anh thì anh không phải là chính đáng. À, mục đích của nó là sau này nó phải tiến chỉnh như vậy, nó làm tốt là như vậy. À, tôi về cuộc đời tôi vào đạo Phật là tôi đem lại hạnh phúc cho mọi người và thêm lại cho chúng tôi chính bản thân tôi thì tôi mới vào đạo Phật. Còn nếu mà tôi muốn làm khổ thiên hạ, tôi muốn làm khổ tôi muốn làm khổ thiên hạ thì tôi phải ở ngoài tôi hàng rào của Phật giáo, đừng có đưa tôi cái hàng rào Phật giáo. Nó là cách thức của cái mục đích và cái cách thức đời sống của một người tu sĩ, tu sĩ đạo Phật là như vậy.